Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm tiếp một cái máy bay nữa, đó là cái con A10. Cái máy bay A10 là một cái loại máy bay dùng hai động cơ ở hai bên, và cái hình dáng của nó thì cũng hơi khác một chút mà không phải nguyên dạng mũi tên. Thì làm con này mình cũng hơi khác là không dán đề can lên xốp và cắt, mà in cái bản vẽ dưới dạng A4. In bản vẽ dạng A4 thì khi mà in cái dạng này thì chắc là bạn nào cũng có khả năng là in và làm được. Nên lần này mình làm hơi khác một chút là in tất cả bản vẽ là A4 và cắt ghép thêm một số đoạn ấy. Thì tất nhiên là kích thước A4 thì nó không đủ rồi, thì mình đã đánh dấu đó, đánh dấu thì chúng ta cắt xong thì dùng cái băng dính, này để ghép nó vào. Xong thì công việc đầu tiên của chúng ta vẫn là đi cắt, đi tách từng cái này ra một, thì sau đó là chúng ta áp lên xốp, đồ lên xốp để chúng ta tô lại cái đường đó. Thì tất cả những cái phần mà trong bản vẽ thì đã có đánh dấu đấy. Ví dụ như là cái đoạn F2, F2A, F4A vân vân. Thì sau này chúng ta đổ lên shop, chúng ta đánh dấu như vậy để khỏi quên. Thì sau lắp ráp chúng ta sẽ vào đúng cái vị trí của nó. Cái công việc đầu tiên của chúng ta cũng chỉ là đi cắt thôi. Đi cắt. Ok, xong rồi. Đây là những cái nguyên dạng của thân. Nguyên dạng của thân. Còn đây là cái hai cái bên hông của thân để chúng ta bắt cái nguyên dạng này vào. Thì đối với cái này nó rất là dài đó, của A4 nó không vừa thì chúng ta phải dùng băng dính này, đó. Chúng ta dùng băng dính, chúng ta dính để đánh số rồi. Số 1, số 2 đó. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục đi dùng băng dính số 2, số 3, cứ thế thôi. Ok, xong rồi. Thân của nó này, thân hai bên này, đó. Rồi chúng ta sẽ đi cắt xốp thân này, sau đó là cái này để làm biên dạng và cũng là để cho nó cứng cái thân. Đây, đây là hình dạng. Sau này cái máy bay của chúng ta to như này này. Thì chỉ là cái khung đó, khung để chúng ta bắt cái biên dạng, sau đó ốp biên dạng để nó to như này. Đó, đây chúng ta bắt đầu đi cắt xốp.
Đấy, gia cố cho cánh nó cứng đấy. Thì chúng ta phải dùng gỗ, đây là gỗ ép này, gỗ ép là gỗ ép loại cứng đó. Thì chúng ta cắt, có máy laser thì cắt thì nó đẹp, nhưng mà không có laser thì phải chấp nhận đó, dùng dao dùng dao hoặc là dùng cái cưa nhỏ nhỏ nhận rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vẽ này và dùng dao để cắt vậy. Rồi chúng ta đã cắt xong hai cái gia cố cho cánh bằng con dao này. Thế đây gỗ ép để làm mô hình nhé, không phải gỗ ép bán ở các cái cửa hàng vật liệu. Gỗ ép làm mô hình để nó mới chắc, nó cứng. Thì sau khi mà chúng ta cắt xong thì ốp nó vào đây. Đó. Ốp vào đây. Dùng keo sữa, cái này tốt nhất là dùng keo sữa, nó vừa độ tốn mà nó bám chắc. Đây, bằng keo sữa đây, mặt này nữa. Chưa dùng keo sữa, chúng ta dán mặt thì sau này hai mặt nó như này. Bây giờ sẽ đi dùng keo sữa. Thế còn một cái viên dạng và cũng là bắt cái càng, thì chúng ta cắt nốt, cắt vào cái vùng này. Đây là chúng ta đi cần cầu sữa ở đây nè. Tiếp theo là chúng ta dán các cái viên dạng này vào cái thân thân chỗ cánh thì chúng ta đã gia cố bằng gỗ rồi, cho nó khỏe hơn rồi. Đó. Thì đây là những cái viên dạng F1 cho đến F8, thì những cái chỗ nào mà cần phải gia cố thì dùng gỗ, ví dụ như cái vị trí F2 này là cái vị trí sau này chúng ta sẽ bắt càng. Đó. Đó, bắt càng thì chúng ta phải gia cố bằng gỗ này. Đó. Còn những chỗ nào mà không chịu lực ấy, thì chúng ta dùng bình thường, là chúng ta dùng cái xốp này thôi. Đó. Tiếp theo là chúng ta dán cái xương sống viên dạng vào thân, thì đây cái thân chúng ta dùng xốp và gia cố ở cái phần cánh này, thì sau này bắt cánh nó mới chắc này. Thì đây là phần xương sống viên giáp cho thân, thì mình thêm hai cái thanh carbon 3 mm, thì cái thêm này để cho thân nó dẻo hơn, nó chắc hơn. Đó. Ví dụ như là khi mà cái bẻ cong thì nó không bị vỡ ra, mà có cái xương sống này thì nó sẽ giữ được cho cái thân nó chắc chắn hơn, thì thêm hai cái thanh carbon 3 mm vào.